Ông Đặng Lê Hương Vũ liên tục rứt vợ bé vì Trinh, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ nói một câu sâu cay. Từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Thế nhưng đúng vào 7 năm trước, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ đệ đơn ly hôn chồng mình là ông Đặng Lê Hương Vũ trong sự ngỡ ngàng của dư luận. Sự phức tạp của cuộc ly hôn đến từ mâu thuẫn cá nhân. Khối tài sản khổng lồ hàng nghìn tỷ đồng đã tốn không ít giấy mực của báo chí. Và phải mãi cho đến đầu năm 2022 thì cuộc ly hôn của vợ chồng tập đoàn Trung Nguyên mới chính thức được khép lại sau phán quyết cuối cùng của tòa án. Bước ra từ những rạn nứt hôn nhân, cả ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đều tập trung cho công việc kinh doanh, nhưng mỗi người lựa chọn con đường riêng. Vua Cà Phê tiếp tục duy trì phát triển danh tiếng cho đứa con cưng Trung Nguyên, cùng với việc thành công khi bước chân vào lĩnh vực bất động sản mang dấu ấn cá nhân. Ngoài ra, để thỏa mãn sở thích sưu tập xe, ông Đặng Lê Nguyên Vũ mạnh tay chi bạo, liên tục rinh về hàng loạt vợ bé là các phiên bản siêu xe giới hạn đắt đỏ hiếm có ở Việt Nam. Trong khi đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo liên tục gặt hái những thành tựu trong sự nghiệp, gây được tiếng vang trong cả nước lẫn quốc tế. Không những vậy, hình tượng của nữ đại gia cũng thay đổi rất nhiều. Người ta đã không còn thấy hình ảnh một người phụ nữ thường xuyên đăng những dòng đầy tâm trạng trên trang cá nhân. Thay vào đó là hình ảnh một nữ cường nhân đầy bản lĩnh trên thương trường. Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, chủ thương hiệu King Coffee đã thoải mái chia sẻ hình ảnh đi công tác tại nước ngoài, cùng với dòng trạng thái khá dài, nói về những được mất trong cuộc đời, khiến nhiều người không khỏi nghĩ đến những biến cố đã qua của bà. Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có. Và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được, bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát. Cuộc sống không bao giờ là bế tắc, thực sự nếu con người dám rời bỏ những lối mòn và dũng cảm tìm ra những giá trị mới. Từ đoạn clip được đăng tải, nữ CEO xuất hiện với phong thái vô cùng tự tin, đỉnh đạt, thoải mái làm việc, kết nối với những chuyên viên nước ngoài mà vẫn không đánh mất vẻ đẹp nổi bật của người phụ nữ Á Đông. Có thể thấy bước ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có rất nhiều thay đổi, mà nổi bật nhất chính là việc tập trung toàn lực để phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình. Về mặt hình ảnh, nữ doanh nhân làm mới mình bằng việc thay đổi sang phong cách trẻ trung, tinh tế mà không kém phần quyền lực. Bên cạnh đó, từ những chiêm nghiệm của cuộc đời mình, nữ tướng Cà Phê liên tục chia sẻ những quan điểm về cuộc đời. Cụ thể, chủ thương hiệu King Coffee nhận định, đừng mãi chìm đắm, tính toán những được mất trong quá khứ, mà hãy phấn đấu ở hiện tại, cố gắng cho tương lai. Điều này ngay lập tức khiến khán giả phát hiện ra những ẩn ý liên quan đến cuộc ly hôn đầy sóng gió mà bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã phải trải qua. Đây có thể là lời tuyên bố ngầm khẳng định về những thành tựu xứng đáng mà bà đã gặt hái được kể từ sau khi ly hôn với ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Dưới phần bình luận, ngoài những lời khen dành cho thành công về sự nghiệp, nhiều khán giả không tiếc lời khen dành cho nhan sắc mặn mà, xinh đẹp, quyến rũ của nữ tướng Cà Phê. Bước bứt phá mới cho thành công ngày mai. Cháu rất ngưỡng mộ cô, chúc cô nhiều sức khỏe luôn xinh đẹp ạ. Chúc em luôn xinh đẹp, dồi dào sức khỏe, thành công trong mọi lĩnh vực. Nhìn CEO trẻ đẹp nhỉ, xinh lắm chị ơi. Phần thông tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách hãy like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà chúng tôi đã cập nhật đến quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.